Chào cả nhà, hôm nay BB Thanh Mai rất là vinh dự được đón tiếp một vị khách hết sức là đặc biệt, đó là nhạc sĩ, ca sĩ Đức Huy. Phải nói là anh đã nổi danh rất là nhiều những bài hát mà làm thổn thức biết bao nhiêu trái tim của những người đang yêu. Và đặc biệt là Mai rất là yêu thích bài hát đã được mang tên là Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Và một bài hát rất là lạc quan và đầy yêu đời anh ha. Và hiện giờ thì anh Đức Huy đang điều trị với công nghệ trẻ hóa tại BB Thanh Mai. Và tiến sĩ bác sĩ Tai đang điều trị cho anh được nửa gương mặt rồi. Và đây là cũng shot cuối cùng cho nửa gương mặt còn lại. Thank you doctor. Chào cả nhà. Chào Thanh Mai và hello doctor Chao. I'm gonna sit up, okay? Yeah, em mời anh ngồi dậy để anh có thể anh xem cái phần mà điều trị một nửa của mình nó như thế nào. Dạ, để em gửi cho anh cái mắt kính cũng như là cái gương của anh nha. Oh wow, nhận không ra đấy nhá. Nhưng mà cái này xong rồi chắc là nó sẽ xẹp xuống. Dạ, đúng nó xẹp vâng. xuống anh, tại vì mới vâng. vừa làm xong vâng. thì đương nhiên là nó cũng có hơi kiểu nề một chút vâng. Vì nó tác động sâu đến lớp cơ dạ. Vì anh cứ tưởng tượng giống như mình lâu lắm mình không tập thể dục. Cái lần đầu tiên mình tập thì cái cơ của mình ngay cái vùng bụng của mình nó hơi mỏi mỏi dạ. Thì đây cũng là cái cơ chế nó đứng đúng lớp cơ của mình là sâu dưới 3.5, 4.5mm vâng. Là lớp hạ bì của da. Thì khi làm xong thì nó hơi sưng, nó hơi đỏ đỏ một chút. Nhưng vâng. mà sau đó nó sẽ xẹp. Nhưng mà điều đầu tiên nó cải thiện là anh có thấy cái phần khóe nó bớt hơn không? Vâng, nó mất hẳn, gần như mất hẳn đó. Dạ, anh xem bên và, đây vâng. dạ. Và không đau lắm dạ. không đau như là tôi nghĩ và dạ. cũng hơi nhói nhói tí nhói tí thôi anh ha vâng. Nhưng mà em đặc biệt là em ấn tượng là cái phần khóe bên đây này vâng. Cái chỗ này có vẻ sâu hơn chút thì cho sau với lại cái phần mới điều trị vâng. thì nó đã cải thiện rất là nhiều. Mà anh rời thì anh thấy là nó có săn hơn, nó có cứng hơn so với bên nó kia săn. Không vâng nó dạ. săn vâng dạ. So với lại cái bên phần này của anh, cái phần mà chưa điều trị đó, thì anh vâng. thấy là nó cũng tốt hơn nhiều, vâng, khá hơn nhiều đấy. Vâng. Dạ, đó. Vâng. Và em cũng chia sẻ với anh là cái công nghệ này là cái công nghệ mà đi của được FDA công nhận. Và dạ. bao giờ cũng vậy, khi điều trị ấy, thì mới đạt được một cái kết quả chỉ có 10% thôi. Còn 90% còn lại đến tháng thứ 3 và tháng thứ 4 thì mình sẽ thấy được một cái sự rõ rệt hơn nữa, đạt được cái tỷ hiệu quả tối đa 100%. Lý do là cái collagen nó phải có cái thời gian để nó hồi phục và nó tăng sinh. Do đó là nó cần thời gian để nó có thể nó khắc phục. Tái tạo. Dạ, tái tạo ngay. Dạ. Thì không biết là tại sao anh Huy điều trị làm đẹp với mẹ biết là trước đây là anh ít quan tâm mà không vì quan tâm, vâng, nhưng mà tại vì không, thấy Việt Hương. Việt Hương làm xong rồi khi thấy mặt cô đẹp quá thế rồi thì cô nói là nhất định là phải gặp BB Thanh Mai mà mình đã gặp nhau lâu rồi. Đúng rồi, lâu lắm đúng. Không gặp thế nhưng mà rồi sau hồi sau này thì thấy Thanh Mai cứ mỗi ngày lại càng trẻ ra càng đẹp ra. Em cảm ơn anh. Thành nhân nhất định phải đến thử xem sao. Vâng. Và em vui một cái là lần đầu tiên mà em gặp anh đó, anh nói một câu là chúc mừng Mai. Bởi vì anh được biết là trong giới bạn bè mọi người khen rất là nhiều. Thì cái đó là một cái niềm vui giống như anh vậy, anh sáng tác nhạc mà được mọi người hàng bao nhiêu người ta chuyển miệng dạ vâng, người ta yêu mến vâng. Còn em làm công nghệ, em làm công việc mặc dù là nhỏ thôi, không phải được gọi là rộng lớn như anh dạ. Nhưng mà từng khách hàng một hài lòng là em cũng thấy rất là hạnh phúc vâng. vì mình làm được cho mọi người kiểu trẻ được đẹp ra. Nhưng mà trẻ đẹp đấy thì người ta nhận không ra thì sao? Không, em nói thật nha, anh vâng. cũng là một trong những khách hàng, đương nhiên em là có nhiều khách hàng nam lắm bởi vì da ai vâng. cũng vậy mà. Đàn ông, đàn bà thì cũng đều phải lão hóa, đều sinh lão bệnh tử, đều mất collagen như nhau thôi. Vâng. Nhưng mà như hồi lần trước mà anh chia sẻ trong cái lần mà live stream với em, với chị Việt Hương ấy, dạ. thì anh nói 70 tuổi phải nói thật sự là anh quá trẻ. Có thể anh chia sẻ một chút bí quyết của anh làm sao mà anh giữ được lâu như vậy không ạ? Cười nhiều. Vâng. Dạ. Rồi thì làm việc nhưng mà phải hưởng thụ cuộc sống dạ. và đừng xem chuyện gì nó quan trọng quá. Dạ đúng, chính xác anh. Mà chính như vậy nó truyền tải vào trong những bài hát của anh. Em thấy dạ. thực như có nhiều bài hát có vẻ bi lụy. Nhưng mà dạ. riêng những bài hát mà anh sáng tác á, luôn luôn le lói hoặc là tràn ngập những cái niềm vui và cái sự lạc quan. Chẳng hạn như em nói bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại cũng vậy dạ. Nó đem cho mình một cái cảm giác rất là bình yên và hạnh phúc và cả sự hồ hởi nữa. Đó, em tin là cái đó là nó cũng xuất phát từ cái cảm xúc cũng như là cái suy vâng. nghĩ. Với lại có một cái nữa là chúng ta cứ nói này nói kia nhưng mà chuyện có thể tệ hơn. Dạ. Chúng ta gặp cái chuyện gì đó. Dạ. Thì chúng ta bảo là đấy là xấu rồi nhưng mà nó có thể tệ hơn. Thành dạ. ra thôi cứ để con tim vui trở lại đi. Dạ. Thật ra em có thật em nhìn anh cũng giống như là một cái idol để em biết được rằng à cuộc sống mình thế nào mình cũng gặp những cái vấn đề này vấn đề kia.
Nhưng quan trọng là mình sẽ giải quyết nó như thế nào và mình xem nó nhẹ như bông. Để chúng ta đừng quan trọng hóa vấn đề, đừng bao giờ mới biến cái chuyện một con thỏ thành con voi. Đúng. Để cho mình căng thẳng vào ngay. Đúng. Đó là em học cũng thêm từ anh nữa. Đúng. Nhưng mà ngoài ra nữa là bây giờ thì anh cũng tìm hiểu thêm về những công nghệ. Thì em sẽ cố gắng và với bác sĩ, đội ngũ bác sĩ của BB Thanh Mai sẽ lo cho anh thật là chu đáo. Vâng. Đây cũng chỉ là một trong những cái tiến trình làm đẹp của anh thôi. Dạ. Như chị em, tụi em cũng chia sẻ với anh là vâng. anh sẽ điều trị công nghệ là tăng collagen sâu dưới da với sóng siêu âm hộp tụ. Rồi sau đó là sẽ trên bề mặt da của anh thì sẽ đi laser để trị nám này. Rồi đồng thời là da mình cho lỗ chân lông thu nhỏ lại. Cũng như là những nếp nhăn thì bác sĩ cũng sẽ tiếp tục điều trị cho anh. Và cũng xin nói với cả nhà là ngoài Thanh Mai là thông thạo hết về cái này rồi chăm sóc, nhưng mà Dr. Tao, he's a great guy. He's a great guy. He takes care of you. Yeah, because both of you is overseas. Yes. So you are the same mentality. Yes. I just met him, but I liked him right away. Yeah, he loved you too much, and he said that both of you have to cook together, share life together, a lot of fun. Yes. And thưa quý vị là nhạc sĩ Đức Huy cũng chia sẻ là mới gặp tiến sĩ bác sĩ Tai thôi, nhưng mà tiến sĩ bác sĩ Tai là một người cũng rất là dễ thương, đồng thời nữa là tính tình cũng rất là lạc quan. Và coi như là mình vừa điều trị mà mình lại có thêm một người bạn, phải không? Vâng, thêm một người bạn tốt. Dạ. Đấy là quý lắm. Dạ, và bây giờ cảm thì, ơn Thanh Mai. Dạ, bây giờ thì mời anh tiếp tục nằm xuống để tiến sĩ bác sĩ điều trị phần nửa còn lại. Chào cả nhà nhé. Dạ. Ngày mai mốt thấy tôi đẹp lắm đó, trẻ lắm luôn đó. Dạ, chắc chắn như vậy anh ạ. Dạ. Và xin phép anh là em hỏi một chút tiến sĩ bác sĩ Tai về cái phần điều trị của anh nha. Doctor, could I ask you some more question for Mr. Đức Huy? He like 70 years old, but he's really young. But of course, everybody with time, the people lost the collagen, elastin, and volume too. Exactly. So the procedure you want to treatment to him is what? When you're looking at his face, we see that he has a little bit of wrinkles. We see that the skin become a little bit thinner. Yeah. Okay? So the best is that we are fixing it like building a house. Means, first we're making the ultherapy. Ultherapy is for deep tissues. Yeah. Afterwards, we are making the skin a little bit thicker, the derm is thicker. What we are doing it with both. We can do it with injections, like skin boosting, like PRP, and to combine it with something for the face. We can see that he has a lot of spot. Yeah. So we can make some combination treatment with some nanochips, combining with some chemical pills, which I brought especially for him from Israel. Yeah, thanks so much, doctor. Thưa các bạn, Mai có đặt câu hỏi với bác sĩ tiến sĩ Tai với cái gương mặt của anh Đức Huy. Đương nhiên là anh Đức Huy rất là trẻ so với độ tuổi của mình, nhưng mà ai cũng vậy thôi, cũng trải qua những tiến trình sinh lão bệnh tử thì cũng có những cái vấn đề về da như là collagen, elastin và volume mất theo thời gian. Thì bác sĩ có chia sẻ như thế này, chúng ta chăm sóc một làn da thì cũng như chúng ta xây một căn nhà, chúng ta phải có từ gốc cho đến phần móng, cho đến cái phần trên của ngôi nhà của chúng ta. Thì làn da của Đức Huy cũng vậy. Tiến sĩ bác sĩ sẽ sử dụng công nghệ ultrasound hàng đầu thế giới hiện giờ đi với cái tần số để có thể giúp cho tăng collagen, tăng elastin, mô bào sợi cũng như là cơ được săn chắc dưới cái bề mặt da và dưới lớp hạ bì. Còn bên trên thì có thể phối hợp rất là nhiều những công nghệ khác để làn da của Huy được sáng hơn và đồng thời là căng hơn. Ví dụ như là những công nghệ PRP, huyết tương giàu tiểu cầu. Và đồng thời là trên bề mặt da của Đức Huy thì cũng có những nhiều cái đốm nám, thì bác sĩ Tai sẽ sử dụng những công nghệ nano chip cũng như là peeling và laser để có thể loại bỏ những cái phần nám, tàn nhang, đường mồi trên gương mặt của Đức Huy. Như vậy chúng ta xây một căn nhà thì chúng ta đừng quên là này có móng này, rồi cũng ra cốt thép, có xi măng, và đồng thời là sau đó là chúng ta cũng phải sơn cái ngôi nhà đó lên để thật là đẹp. Đó là cái cách điều trị từ gốc cho đến ngọn để cho làn da của chúng ta được đẹp một cách gọi là lâu dài và an toàn. Và tất cả những công nghệ điều trị tại BB Thanh Mai thì được FDA công nhận và được thực hiện bởi các bác sĩ cũng như là tiến sĩ bác sĩ Tai. Thì nếu như tất cả
cả quý vị chúng ta có những nhu cầu cũng như là có những vấn đề thì đừng ngần ngại liên lạc với BB Thanh Mai theo số điện thoại 1800 6617. Xin chào cả nhà nhé.